Chào mừng quý vị và các bạn đã bạn đến với bản tin giá xe ô tô. Thưa quý vị và các bạn, tôi là Trần Đức Bền, phụ trách phòng kinh doanh tại Toyota Mỹ Đình. Ngay bên cạnh tôi đây chính là chiếc xe Toyota Hilux, là một trong những chiếc xe hiện đại nhất trong dòng xe bán tải đã có mặt trên thị trường Việt Nam ngày hôm nay. Và hôm nay tôi sẽ xây dựng một clip để có thể mô tả cho các bạn cái sử dụng cái tư thế lái để làm thế nào đạt được với tư thế lái thoải mái nhất, lái xe an toàn nhất trên chiếc xe Toyota Hilux 2018 nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan. Vâng, đối với bất kỳ một dòng xe nào, khi mà chúng ta lên ở cái vị trí lái này thì chúng ta đều quan tâm đến ba yếu tố để làm sao đạt được một cái trạng thái lái xe thoải mái và an toàn. Ba yếu tố đó chính là gì? Một chính là cái vô lăng này. Đấy, mình làm sao mình có thể điều chỉnh nó phù hợp với mình nhất, nó không cao quá, không thấp quá. Cái thứ hai nữa là điều chỉnh cái hệ thống ghế. Đấy, cái ghế này chúng ta điều chỉnh một cái mức độ là phù hợp, làm thế nào có thể không cách xa quá so với cái vô lăng của mình. Đấy, nhưng cũng không gần quá để có thể là bị chạm bụng vào cái vô lăng. Đấy, mà cũng có thể dễ dàng quan sát ở phía trước. Đấy, tùy theo cái chiều cao của mình, tùy theo cái trọng lượng cơ thể của mình thì mình có thể điều chỉnh cái ghế làm sao nó phù hợp. Cái thứ ba nữa là điều chỉnh cái gương. Đấy, thì tôi sẽ giới thiệu quý vị các bạn là cái điều chỉnh gương. Đấy, thì về phần đầu tiên của cái tư thế lái thì chính là cái vô lăng lái này. Ở cái vô lăng lái này thì giới thiệu quý vị các bạn thì vô lăng được tích hợp được rất nhiều thứ, nhưng mà chúng ta chưa nói về cái vấn đề tích hợp vô lăng lái ngay, những cái chỉnh âm thanh mình chưa nói ngay. Mình chỉ cần quan tâm đến cái việc mà cái vị trí của vô lăng nó có phù hợp hay không thôi. Thì vô lăng lái này được điều chỉnh, và thưa quý vị các bạn được chỉnh cơ bốn hướng ạ. Đấy, quý vị các bạn có thể thấy không? Tôi có thể kéo ra kéo vào này. Đấy. Vâng, bụng tôi có thể không to lắm, nhưng mà đối với lại một vài quý vị các bạn thì có thể là bụng các bạn quá to thì các bạn điều chỉnh làm sao nó phù hợp nhất, đúng không ạ? Đấy, kéo ra kéo vào. Đấy. Và đấy là hai hướng ạ. Còn hai hướng tiếp theo đó, nâng lên này, hạ xuống này. Nâng lên, hạ xuống. Làm thế nào để nó phù hợp? Thì tại sao có thể nâng lên hạ xuống, kéo ra kéo vào được? Chính là nhờ cái lẫy, hay gọi là cái chốt trên cái trục vô lăng lái. Đấy, đây ạ. Khi chúng ta kéo xuống thì chúng ta có thể thả tự do được ạ. Và còn nếu mà chúng ta để khóa lại, chúng ta thì kéo lên ạ. Đấy, rất chặt chẽ, rất là ok. Thứ hai là tôi xin giới thiệu với quý vị các bạn là cái cách chỉnh ghế được trang bị trên chiếc xe Toyota Hilux bản cao cấp nhất, đó là Hilux máy dầu 2 cầu. Thì ghế rất là may mắn là cái ghế của Toyota Hilux này được trang bị hệ thống hoàn toàn ghế da. Đấy, chúng ta ngồi cũng cảm thấy thoải mái hơn rất là nhiều, đúng không ạ? Ghế da sạch sẽ và thoải mái, trông rất là sang trọng. Cái thứ hai nữa là cái ghế này thì được chỉnh điện, cũng khác hẳn với những cái dòng xe Hilux khác. Đấy, bán tải khác thì cái ghế được trang bị trên phiên bản cao cấp nhất này thì được chỉnh điện. Mà chỉnh điện thì giúp chúng ta có thể dễ dàng điều chỉnh. Đấy, và chỉnh điện thì chỉnh điện 8 hướng ạ. Chúng ta có thể chỉnh ra vào đấy ạ. Vâng. Đây, ví dụ chúng ta có thể chỉnh vào ạ. Và có thể sát cái vô lăng hơn ạ. Đấy, dùng cho những người có thể là chiều cao thấp hơn ạ. Đấy, chúng ta chỉnh ra đấy, chỉnh ra đấy. Đấy. Và đây ạ, đây là chính là chỉnh ngả đấy ạ, chân ngả đấy ạ. Đấy, các bạn để ý ạ. Đây, tôi sẽ nâng cái ghế lên ạ. Đấy, làm ra để phù hợp nhất với tôi ạ. Rồi, và còn một cái nữa là đối với những người cao hoặc những người thấp thì chúng ta phải điều chỉnh như thế nào? Như vậy là chúng ta sẽ phải điều chỉnh là cao hoặc thấp. Đây ạ, đây bên này điều chỉnh cao thấp ạ. Cao đây ạ, nâng cao lên. Thấp ghế xuống ạ. Và nâng lên ạ. Hạ thấp ghế xuống ạ. Và hai cái vị trí, hai cái bậc tự do cuối cùng ạ,
đó là gì, cái hướng cuối cùng là gì, đấy chính là cái điều chỉnh cái độ phồng mặt ghế này. Đấy, điều chỉnh độ phồng mặt ghế thì ta sẽ bước sang cái phần bên này. Đấy, ta đẩy xuống ạ. Đấy, là ghế nó phồng ít nhất ạ, mà mình sẽ đẩy lên ạ, phồng nhiều nhất ạ. Đấy, nó sẽ nghiêng hẳn ạ, nó sẽ nghiêng hẳn sang bên này. Ok đấy ạ. Phần thứ ba thì chúng tôi hướng dẫn với quý vị và các bạn cái điều chỉnh cái gương. Cái gương là vô cùng quan trọng, khi chúng ta tiến thì chúng ta điều chỉnh hệ thống mặt gương kiểu khác. Lùi thì chúng ta phải để thấp xuống để có thể nhìn cái bánh sau phía sau. Và gương được trang bị trên chiếc xe Toyota Hilux bảo cao cấp nhất thì được trang bị chỉnh điện, tức là chỉnh mặt gương và gập điện. Đây ạ, chúng tôi có thể làm thao tác gập gương cho các bạn đấy ạ. Rất sang trọng, rất hiện đại. Đấy, gập gương ạ. Và đối với lại cái việc chỉnh cái hướng mặt gương ấy thì cái này khá là đặc biệt so với lại các dòng xe khác. Thì toàn bộ cái chỉnh mặt gương này đều được tích hợp trên một cái lúm, có thể nhiều người chưa biết. Đây chính là cái lúm có thể điều chỉnh được mặt gương, chỉ một lúm thôi nhưng có thể điều chỉnh được cả hai mặt gương. Các bạn để ý ạ, cái lúm này thì có chữ L, chữ L và R. Đấy, chữ L tức là left, R tức là right. Tức là khi chúng ta xoay sang bên trái, bên trái thì chúng ta sẽ chỉnh cái mặt gương bên trái ạ. Đây ạ. Vâng, xoay sang trái thì chỉnh mặt trái. Đấy, chỉ đơn giản bằng một cái kéo cái lẫy đi ạ. Kéo lẫy đi ạ. Đấy, còn nếu mà xoay sang bên phải. Đấy, xoay bên phải thì chúng ta sẽ chỉnh mặt gương bên phải. Đấy, chỉ cần kéo đấy. Đấy, chúng ta đẩy sang bốn phía. Đấy, là gương sẽ tự động quay. Mặt gương sẽ quay theo bốn hướng. Nếu rằng thì để lái xe an toàn thì quý vị các bạn vui lòng thắt dây đa an toàn giúp chúng tôi. Đây ạ. Và các bạn lưu ý ạ, trên dây đa an toàn này thì nó sẽ có cái kích cỡ của dây an toàn để làm thế nào để có thể phù hợp được. Ví dụ như tôi mắc 75 chẳng hạn thì tôi ngồi như này thì cần như này là phù hợp lý. Nhưng mà có những bạn thấp hơn tôi và có những bạn cao hơn tôi thì chúng ta phải điều chỉnh như thế nào và để làm thế nào cho phù hợp. Thì đây chính là cái công tác điều chỉnh của nó. Đây chính là cái công tác điều chỉnh cao thấp của cái dây đa an toàn này. Đấy. Rất là dễ dàng. Là chúng ta chỉ cần kéo cái lẫy ra là chúng ta có thể trượt lên ạ. Đấy. Trượt lên, trượt xuống một cách dễ dàng. Và khi chúng ta cần định vị ở cái vị trí nào đấy thì chúng ta chỉ cần thả lẫy ra thôi ạ. Đấy. Là cái vị trí cao thấp của dây đa an toàn này nó sẽ ổn định ở một vị trí. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa tìm hiểu về cái tư thế lái an toàn trên chiếc xe Toyota Hilux phiên bản cao cấp nhất được nhập khẩu về Việt Nam. Quý vị và các bạn có nhu cầu sử dụng chiếc xe Toyota Hilux vui lòng gọi điện thoại với chúng tôi, số điện thoại 0984925000. Chúng tôi rất vinh dự để phục vụ quý vị và các bạn. Hãy ấn like hoặc đăng ký kênh để chúng tôi có cơ hội được phục vụ quý vị và các bạn nhiều hơn nữa. Xin trân trọng cảm ơn. Mr. Ben mang xe hơi đến mọi gia đình.